Tâm ơi! Tâm! Tâm ơi! Xuống đây mẹ bảo! Dạ! Hôm nay mẹ ơi! Hôm nay mẹ thì sao thế? Con vừa sao? Học bài ra con mệt quá rồi đi. Học vừa thôi cho đỡ mệt. Mà sao hôm nay mẹ đi chơi về sớm thế mẹ? Ừ, hôm nay mẹ đi chơi về sớm nhưng mà thấy các bạn mua mấy cái bộ đồ ngủ này cũng đẹp. Thế nên mẹ mua luôn cho Tấm đây này. Ôi, đấy đấy mẹ. Đấy cho Tấm mặc ở nhà. Đẹp quá. Mua cho cả hai cái bơm nhá. Ừ, cảm ơn mẹ, xinh quá. Xinh chưa? Đấy, thay đổi nhá. Trông con xinh không? Ờ, Tấm của mẹ lúc nào thật xinh. Cho nó thử cái màu hồng này đi. Con nghĩ màu hồng này hợp với bộ hồng này. Xinh không? Tóc buổi tối cho đỡ lại. Wow. Để con lên cho thử nhá mẹ. Ờ, lên thử xem. Lên lên nhá. Đi về muộn thế. Đi nữa cho Billy ăn đi nhá. Này này Tam Tam, quay lại mẹ bảo. Tao đã, chị bảo với con ạ. Chưa phải thay đồ vội đâu. Tắm cơm luôn nhá, có muộn rồi. Tắm ơi. Con đây ạ. Ra đây xem nào, lâu quá đấy. Mỗi cái bộ quần áo thì mà lâu thế. Cái này là dài. Dài này tốn mặc to thì ngắn tay. Ủa đấy, mặc thì nhẹ không? Có. Mẹ ơi, con chặt cơ xong rồi ạ. Ờ. Con mà thích thì lần sau mẹ mua thêm bộ nữa mà mặc thay đổi nhá. Vâng ạ. Mẹ đi ơi, chị có bộ đồ ngủ đẹp thế. Quá trình thu mẹ vừa mua cho chị ấy. Wow, đẹp quá. Chị mặc cái gì chẳng đẹp? Ờ, Tấm mặc cái gì cũng đẹp thật. Cho nó ăn chưa? Rồi ạ. Mẹ ơi, sắp đến trung thu rồi. Các bạn lớp con đều có quà trung thu. Mẹ mua cho con đi ạ. Quà trung thu á? Mẹ ơi, mua phí tiền á. Thế ra không mua. Thôi, vào vặt rau đi, không nấu thức ăn đi nhá. Mẹ ơi, nhưng mà không mua thì cũng tội nghiệp nó nhá. Bình thường con cũng hay bắt nạt em, nhưng mà trung thu mà không có quà thì cũng buồn. Mấy cả người ta lại cười nhà mình là không mua đồ cho em. Ờ, thì thôi được rồi, hay chiều hai mẹ con mình đi mua cho nó. Thôi, hai mẹ con mình xuống bếp đi. Chờ nó nấu thì hơi lâu rồi. Vâng. Mẹ ơi. Cám ơi. Dạ. Nhanh lên. Dạ. Có lấy quà không? Chúng ta đổi ý rồi. Là mẹ chuẩn bị. Quà trung thu đấy. Dạ dạ. Mẹ và chị mua quà trung thu cho con ạ. Mẹ lấy không? Mẹ con cảm ơn mẹ, cảm ơn chị ạ. Ừ. Ôi, chúng ta thích con, thích con. Wow. Đẹp quá. Đấy, đi chơi mới một thích không? Đó ạ. À, chúng ta vẫn thử đi. Nốt cái bơm à? Mày nghĩ là con không thích cái này lắm. À, cái đó chị. Nó lại hợp màu kẻ với màu kẻ của nó đấy. Đấy, được bơm được quà rồi nhá, không chịu khó mà làm nhá. Vâng ạ. Nó sẽ mặn ăn tỏ ra mùi. Nó được tí quà nó sẽ
là phấn khởi.